chào mừng các em đến với trang lời giải 2.com. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em giải bài 3, phần luyện tập và vận dụng trang 182, sách giáo khoa địa lý lớp 6, bộ sách cánh diều. Quan sát hình 22.2, hãy cho biết Việt Nam thuộc đới thiên nhiên nào? Các em hãy quan sát lên hình 22.2, cô đã khoanh tròn lãnh thổ Việt Nam. Như vậy, Việt Nam thuộc vùng da cam, mà màu da cam chính là đới nóng. Như vậy, thiên nhiên Việt Nam thuộc đới nóng. Như vậy, cô và các em đã hoàn thành bài 3, phần luyện tập và vận dụng trang 182, sách giáo khoa địa lý lớp 6, bộ sách cánh diều. Các em hãy truy cập trang lời giải 2.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong những video bài giảng tiếp theo.